Trận đấu giữa Spezia với Inter Milan được dự đoán sẽ là một trận đấu khá hấp dẫn. Inter Milan hiện đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A, trong khi Spezia đang đứng ở vị trí thứ 17. Inter Milan sẽ là đội được đánh giá cao hơn trong trận đấu này, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một đội chủ nhà quyết tâm và thực sự muốn giành chiến thắng. Spezia và Inter Milan đã gặp nhau vô số lần trong lịch sử, với hầu hết là các trận đấu diễn ra trong khuôn khổ giải Serie A tại Ý. Trong 5 lần đối đầu gần đây, Inter Milan hoàn toàn chiếm được ưu thế với 4 trận thắng và 1 trận hòa trước Spezia. Với màn chạm trán gần đây diễn ra ở giải đấu mùa trước, Inter Milan nhanh chóng thể hiện sức mạnh nổi trội của mình và tạo dựng thế trận tấn công lần lượt. Đội bóng này nhanh chóng có bàn thắng và kết thúc trận đấu đúng như dự định với tỷ số 3-0 trước Spezia. Phong độ gần đây của Spezia không được tốt, trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, họ đang trải qua chuỗi trận hòa và thua. Điều này cho thấy đội bóng này đang gặp khó khăn trong việc tạo ra sự ổn định trong lối chơi cũng như thành tích. Sau 25 trận đã thi đấu, Spezia mới chỉ giành được 21 điểm và tạm đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng. Họ cũng chỉ nhìn hơn nhóm cầm đèn đỏ có 3 điểm. Nên, nếu không thể cải thiện tình hình, Spezia sẽ rất khó trụ hạng. Phong độ thi đấu gần đây của Inter Milan khá ổn định. Trong 5 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng này giành được 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Đáng chú ý trong trận đối đầu cùng Lecce mới đây, Inter Milan nhanh chóng thể hiện rõ sự chênh lệch về mặt trình độ khi liên tục gây sức ép nghẹt thở lên khung thành Lecce. Đúng như dự định, thầy trò huấn luyện viên Simone Inzaghi thành công kết thúc trận đấu này với chiến thắng 2-0 trước Lecce. Đội hình của Spezia được đánh giá cao khi sở hữu những chân sút nổi bật như Mbala Nzola. Tiền đạo người Gabon sở hữu đến 11 bàn thắng trong 21 trận đấu. Tiền vệ trung tâm của Spezia, Julio Maggio cũng được chú ý với khả năng chơi tấn công và phòng ngự vô cùng tốt. Lautaro Martinez có lẽ là cái tên đáng chú ý trong đội hình của Inter Milan. Tiền đạo người Argentina thi đấu vô cùng ấn tượng khi góp đến 14 bàn thắng cho Inter Milan chỉ trong 25 trận đấu. Ngoài ra, các tài năng như Edin Dzeko, Nicolò Barella, Henrik Mkhitaryan cũng là những nhân tố ghi bàn không thể thiếu của Inter Milan. Trước trận đấu quan trọng, thông tin về đội hình dự kiến của Spezia với Inter Milan đang được rò rỉ và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Được biết, Spezia có thể sẽ xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1, trong khi Inter Milan có thể sẽ ra sân cùng đội hình 3-5-2. AI dự đoán tỷ lệ chiến thắng của Inter Milan có phần áp đảo hơn là 67%. Trong khi đối thủ của họ, Spezia chỉ sở hữu tỷ lệ chiến thắng là 13%, tỷ lệ hai đội hòa nhau là 20%. Trận đấu giữa Spezia với Inter Milan sẽ diễn ra trên sân Alberto Pico vào lúc 2:45 ngày 11 tháng 3 năm 2023.